Anh vừa đi chuyển về. Đâu, tối hôm qua về trời. Tối hôm qua lấy nên vừa mất điện. Có điện là qua. Vừa mới có. Quý vị và các bạn thân mến, đây là những khoảnh khắc tuyệt vời của những đàn chim non của trại chim của anh Thao tại Ba Vì, Hà Nội. Anh gây dựng công cần lại qua anh bán không? Đơn giản. Đây mạnh. Rồi. Mới được dạ? Mới được qua. Ôi. Cái này là vẫn cu cu mình ấy chứ? Cu mình nhưng mà trứng của mình nhiều quá. Các bạn có cườm thì mình hay. Hay hơn các bạn không cườm. Ờ. Mình vẫn kiểu đẹp hơn. Mày này nuôi khéo lắm. Đấy, bạn này. Đấy kia cũng nở. Nhanh lắm. Nhìn mẹ. Ngon. Nằm như mẹ nhanh, nhanh đẹp. Lấy mẹ chỉ nhìn cho bọn mình. Đốc cho mọi người đẹp. Anh. Mình nuôi này những con nào đàn anh đàn chị là nó sẽ dạy những con chuẩn bị biết mổ, nó mổ theo ăn này, nó học nhau mà. Ừ. Theo nhau nó ăn mà. Nhưng mà thả nuôi giống chim đàn này nó lại dễ ăn, nhanh ăn hơn, nhanh ăn ganh nhau. Nó thấy con kia bố nó cũng bố, chả biết cái gì đâu nhưng nó cũng bố, nó có ngôn ngữ của nó. Mình đấy, nuôi một hai con là nhiều khi nó chả ăn đâu, còn chơi hai con bón còn chơi mà được cứng mỏ, nó tức cảnh bắt đầu nó mới ăn.
chim non này anh bán kinh điển lắm chứ, nếu mà nói miền Bắc là anh bán đầu bạn mày. Chúng lên mạng gần như là chỉ thấy tên tuổi anh ấy. Làm lâu rồi. Cái nữa mình làm nói thẳng nó cũng uy tín. Có những khách hàng là anh phải đổi đấy. Tại vì thực ra là có những đôi là nó dính hai con mái thật. Có những đôi bán chim già là bảo người ta là trống mà người ta nuôi một năm rồi nó đẻ quả trứng. Bảo là gáy thì cũng được đấy, nhưng mà bây giờ thấy nó tòi trứng nha. Ông ở Hải Phòng. Mình bảo ok đi đâu, mình đang cần mái. Về mình lại ghép vào chim của mình, còn mình cho con chim trứng trống mình nuôi nhiều một hai con là cái gì không? Mình cần lâu dài. Có cái ông ở bến xe Linh Bình gửi ông cứ chê mãi con chim, hôm anh hứng thú lên anh gửi tặng luôn cho ông một con nữa luôn. Im, từ hôm mình im luôn, không ý kiến gì cả. Bảo kia được nhiều khách. Này hàn này mấy chục cái lồng này sao hồ mà nhốt nhỉ? Lấy đi hai đôi luôn cho nó ấy nào hả? Làm được hai cái lồng. Về thế này thì vẫn phải nhốt vào lồng con đã chứ. Hả? Về thế này thì vẫn phải nhốt vào lồng bé chứ. À đây này, chú lấy cái gà đây ra đây. Mẹ đẹp mút xua luôn. Thuần luôn đấy. Có lồng con thì về thả vào là nó ấy luôn. Đấy. Còn cái bọn hai cái con ở trên là hai con cụt vui với con bay bay loạn đây là chim bẫy. Còn hai con ở dưới, hai con bậu chú con cậu chú rổ cái cầu này. Nhưng chú lấy hai con non này đẹp. Đấy, tầm luôn. Đấy, nó có hoảng loạn đâu. Cũng hơi ha bón đấy chứ không phải là không đâu. Nó biết chỗ rồi. Hôm nay thì ngơ đi ngơ lại 4 năm tháng là thành tập của mày này. Con nuôi cụt với con nuôi dài đấy, bây. Còn cái con bộ rổ, con xuất xuất đấy. Xấu à? Đấy, hai con cậu bỏ vào một là một đôi. Con dưới này, con kia, con dưới này, con gần đây là con bịch kìa. Chiều là hát bên này cũng đẹp mà. Nhà. Đẹp mà.
nếu có hết thích gì coi để cho hai đứa này làm vợ. Mua về để làm giống nó. Bây giờ mà hai đôi đấy là về cho vào cái lồng như này là nuôi được. Trong đấy em có. Để nhốt cả bốn con vào. Sau mình ghép giống được mà. Ghép giống càng tốt, càng tỷ lệ ung được.